Chiều ngày 10 tháng 10, Hội đồng Nhân dân phường Kim Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Phạm Xuân Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ thị xã. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường Kim Sơn đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Đại Đắc do nghỉ hưu theo chế độ. Tờ trình về việc bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Vương Văn Thống, Thị ủy viên Bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn. Kết quả, đồng chí Vương Văn Thống, Thị ủy viên Bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 18/18, đạt 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã ghi nhận tinh thần đoàn kết trí tuệ và tập trung cao độ của các đại biểu để góp phần thành công của kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường Kim Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021, gửi lời chúc sức khỏe và ghi nhận về những đóng góp cho địa phương trong suốt quá trình công tác của đồng chí Trần Đại Đắc, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Sơn. Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã gửi lời chúc mừng đồng chí Vương Văn Thống và mong rằng đồng chí Vương Văn Thống trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, vai trò trách nhiệm, bám nắm cơ sở cùng với tập thể Ban chấp hành Ban thường vụ Đảng ủy phường Kim Sơn, phát huy hội tụ tinh thần đoàn kết và trí tuệ để lãnh đạo chỉ đạo địa phương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian tới. Tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, tại kỳ họp, đồng chí Vương Văn Thống, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Sơn xin hứa sẽ tận tâm tận lực, không ngừng học hỏi, kế thừa kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm để cùng tập thể lãnh đạo địa phương và các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng Kim Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.